đó xong rồi chị này chưa chị chồng say sợ đời nó nọ chị này tôi nhớ chị chế đã có lật hết đấy cho ê một vị bó thuộc với nhân rồi tới chờ nà u ê chứ lo sẽ ở lỡ khó sửa thì tiên lì ở bế giờ đế thì tiên lì ở dọ chú hơi có yêu thì tiên cần gặp chung lo hahaha thì gặp chung lo nà ra thì tôi yêu nãy cho nó anh gặp chung lo lỡ nó phải xe với chẳng nặng à có sửa đồ lỡ dọ nó cũng chưa tốt thật cả, cũng chưa lắng nghe. Hello, này bé. Là lần này chị bé nhỏ chị bé ở sai bé tên mẹ. Ê, mà mẹ cũng thử yên cho lúc năng thử ý cơ liêu. Thật ra sai bé tên một vị chị, giác lại cho mẹ mẹ hò bé chị. Lỗi thơ liêu. Chưa chưa ấy, nghe cho đi tiếng đi à. Ôi giời, chị tiếng lo rồi, chết hù rồi hả? Nhưng mà là vong tỏ mày à? Ây da! Ây da mày đi tiếng đi à? Ây da, em chung mày đi tiếng, chăng chưa nói à? Sao nào bây giờ của tôi ra mà xe là cái này xe cả con được đó chứ tấm mắt của tôi thì xe à có gì thì bỏ nhưng cho nó với thay để lúc này hơn em vật tới đây à cho nó nhá mì em mình cho nó nhá mì nó mày ra cho nó mày ra ở chỗ ở chỗ làm cái ý op mày ra cho nó mày ra giờ đây thì tiêu liệu nữa là cho lưu chi tua lòng trong nơi bây giờ chủ mẹ anh sẽ xây dựng liền sẽ vừa tới giờ xe chị anh có tí nhưng rồi sao có tí cho rồi Cái nhà được thế nào mày nhá? Nó thế hả? Bây giờ thằng nào cũng hiểu nên nó tự tự Sai nhìn đẹp chân đêm mà thôi yêu vậy mà cũng mà chờ tiếp theo mày ra cô quay cho họ à mày nhớ tên lâu lâu nói hay nhỏ chị nhìn cái này vui vậy vậy gia đình chị cắn như con anh này ô la bông cái chị phải à ô la bông ơi mà đi ra bao cũng như họ lo nó nghe nhỉ cái gì chứ bây giờ nha ơi giao lúc cho tí trời nhói giao cho tí trời nhói nhói chứ chuyện
nãy giờ mà nhà tôi nhỏ xa liệt bé lũ chấp lời. Thần thấy em thì sẽ thời gian nó hôn được chưa? Rốt sai à? Sao giờ tông lại không sai chứ sẽ nảy lo nói. Chị sư phụ mình nhỏ lo ta lỡ ta dù lỡ hay lỡ mình nhỏ lo ta đi hả mà lỡ mà tự dạy các sếp không có hả sao không có hỏi sao không có hỏi sao không có hỏi sao không có làm nào anh thấy không? Ôi vong như chưa? Chẳng là biết sao lẩu chết nó không ai à? Sao sống ở tiệm sao mỉ đâu tiệm? Sao không có thế nhỉ? Đã xuống xe rồi. Cái mấy dạng cái phong tồn của bác sĩ thế mình sẽ sử dụng bác bạn được lê mà họ chạy mấy chạy chỉ kim nhân tàu lần con này chả cá cho cái là chạy chạy tao nè tao nè bỏ mà mờ nào bỏ ai vô lệ nó nâng nó đậu mà nó gì xin lỗi nhà mu nhỏ nhé kho với chị tôi kê xin cho cô. Ui ui thôi nên cho cái thôi trên khai kia là lâu sền này lâu lắm sền hay tôi mua khó sền được cái này có
神叨叨烂吗？有，真的觉得神叨叨烂掉。神的都高低在一边帮。神的了，都说我都是来，都说都弄到家里。都说都老啊，烂了。嗯，这个小猪，你搞阿弟的。啊，别叫的。那怎么？哈哈哈哈哈！怎么了？那这可以，才舒服呀。你莫这该累的对。这块妹嘛，真的去哟。他可能有感觉到我们矮度啊，矮度。可是腰的掉哟，腰的那是腰的。问太太。是，个你买的对哈，我讲说说呀。我怕他们两个也真上来了，两个又是怎么了？嗯。我穿好穿的好穿。两个衣裳怎么这么大了？加油！来，那又整又圆，又整乱了。哈哈。大又老一了，人家老大又老一头。不说红狗为什么我得人家狗在在家狗回去来了啊。哇老娘落落了。这边这边多提谁多了。现在这个哎呀现在咋咋呀啊现在咋咋哦那了那了咦，我照着他嘛，他那屋头是怎么安的米药呀？这那有安的米药带？有，有什么？你搞有呀哈？有嘛？有呀，有啊。全国主播准备好笑，哈哈哈哈哈！我快点，你刚懒到哎，哈哈哈哈哈！几百，下个都要叫，要不要得叫我快学起来不？想到那街了那老么那了老么那一路街一路一根那一路街一根那一路二根那了一路了老那就不见得都那我去我下边的梦里会这里去了这里是要给的那什么是这里没去了也不是天边的老老老那街去到给拜了
快呀，真的要掉呀！哈哈，要到三块地方里。哎，我要一弄弄，要去丢丢掉，要一年你我弄了一块，要一年你。哈哈哈哈哈！掉下去能一万的哦。奶就拿出奶就对了，刚跑来喂了。我腿也被人家跑鞋了。他说：“那你等个路，等那要去鞋呢哟。”不要等个路了，还去吗？路等那要去鞋说哎。哟。哎呀，你吃那个骨头多呀！我们家个地怎么哎呀？你吃我前面第二期家头骨头，家老开，我们那是生活肉哎，都家不补哟。你还在补呢是吗？哎呀，这个老哎呀！教你有空痛吧。啊！哈哈哈哈哈！那个人等一下，接了我多买几条。怎么那么多买着你了？那这回，来对，你买了感冒了，哎，毛毛姐姐。怎么先买几条？带毛药。哎，毛姐姐。去买一条，我压根子就讨厌。哎，在妈妈头那头头头头。哎呀，我们买一条就搞得稀里拉拉了。哎呀，吃红果也难，真的，真的。你说俺们你是双眼狗呀？咱家戴帽哥的。啊，怎么一月呢？怎么连着？这是那怎么人工说？怎么？爸爸，小酒楼头我有股东的，现在我晒点吧。是吗？好，老乡人来一遍啊！那，这个这里小头妹啊，家今天大头妹一起去热闹的。头妹，那个不晓得。哎，主要也摆好楼梯间，过了，哎，没得拉梯间，那没楼梯，没得拉，今天才来要呢。我叫翻了多个单子。那，哎，你都老那，我稍稍别点不娘了。我叫我跟你说，你莫逃避。哇，那老的叫，他老那家么了？我两刀就到那，哎呦，那老疼了，妹妹。那我两刀就到那，那老的叫。那我家么来了？他过了去了。那那姐去那姐那都带哟。就在那落了，这是姐姐，那怎样落？